Thời gian qua, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Vĩnh Yên đã huy động nhiều lực lượng tuần tra ban đêm, trấn áp nhiều đối tượng vi phạm. 19 giờ 30 phút, tổ công tác 141 gồm nhiều lực lượng tham gia của Công an thành phố Vĩnh Yên thực hiện hóa trang tuần tra lưu động. Chỉ sau 30 phút, hàng chục phương tiện vi phạm giao thông đã được đưa về xử lý. Phần lớn đều do thanh thiếu niên điều khiển. Trong số đó có nhiều phương tiện đã được các thanh niên độ pô như thế này. Thậm chí một số phương tiện còn được các thanh niên ngụy trang biển số xe để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Có những em thì cố tình thay đổi công năng của gương chiếu hậu chỉ vì cho nó đẹp. Em chỉ muốn cho nó đỡ vướng với lại cho nó đẹp thôi. Phần lớn các trường hợp bị lực lượng công an kiểm tra đều không đội mũ bảo hiểm, đi xe không có biển số hoặc lạng lách đánh võng, hú hét trên đường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Hành vi xâm phạm của em là đi xe không đội mũ và đi đường có hò hét. Tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các tổ công tác 141 triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ hóa trang tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt công khai, kịp thời phát hiện trấn áp nhiều đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện liên quan. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối kết hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố sẽ duy trì kế hoạch này trong một thời gian dài với phương châm ra quân xử lý đối với các hành vi vi phạm như lạng lách đánh võng, nẹp bô gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Qua kiểm tra và xử lý, nhiều trường hợp bị bắt giữ có tuổi đời còn rất trẻ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn. Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi lẽ việc thiếu sự quản lý của gia đình sẽ dẫn đến tội phạm vị thành niên. Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, có biện pháp quản lý con em mình để không tụ tập, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, dẫn tới vi phạm pháp luật.